hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạn hay chê bai nói xấu, thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó, ai cũng tránh xa nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc? Tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Minh Phát. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch, thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kệ trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm hủy báng thêm bớt chuyện người ta. Ngay đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ, nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chân chánh, người cho sái, chân vẫn hoàn chân, thật chẳng sai. Giác Huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thêu dệt, thời không có ai phiền trách oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại, thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người nào không nói lời thêu dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba, quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật dạy, nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, thêu dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo xược lu bù. Ôi thấy thế lòng đau tận cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng tự ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng, khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy, không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất,
để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn, hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời,
bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của Xử Thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đã kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái. Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Quỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên, có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với Hạng Võ: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hạng Võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. 3. Lời nói phải cẩn thận. Nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ đã đả kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh, hay nghe đài, xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền, liền chửi mắng nàng dâu: mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó. Cô dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách Ứng Xử nói: trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn, cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa, ông vô cùng tức giận mắng Tấn trước mặt bạn bè.
mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài. Đồ lì lợm không biết xấu hổ, sống chật đất, mày uống thuốc độc chết phúc cho rồi đi. Tấn tự ái tức giận, buồn tủi, lấy thuốc độc tự dẫn chết. Nên có câu, chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao. Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyển hóa được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy: người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông Bà La Môn đến hỏi Phật: thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp: người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất động, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. 8. La Mã: không tham dục. Tham dục có nhiều loại, như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp. Vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta ai cũng biết như tham tiền của, vàng ngọc, phải đầy đọa sát thân, lại thường vướng ách nạn, mất mạng. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Phật bảo các thầy tỳ kheo: đó là rắn độc, mau tránh xa, không khéo nó hại ta. Phật và chư tăng đi chưa bao xa, có bốn người đi đến nhặt lên định đem ra chia. Nhưng họ bàn với nhau: mình đang đói nên đi mua món gì ăn cho khỏe, rồi chia cũng không muộn. Liền cử một người đi. Người đó trên đường đi tự nghĩ: số vàng đem chia làm tư uổng quá, tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết, ta sẽ hưởng một mình. Còn ba người ở lại cùng bàn tính với nhau: đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết, còn lại ba chúng ta chia nhau. Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết. Xong ba người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo. Kinh kinh quà quà, thấy thì chết đáp xuống cắn mổ ăn cũng chết luôn. Nên có câu: nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong, chim tham ăn sa vào vòng lưới, cá mê mồi mắc phải lưới câu. Ai ôi phải nghĩ cho sâu, sắc tài danh lợi nó đâu có bền, mồi phú quý như tên độc dược, bả vinh qua càng trước khổ đau. Đó là miếng mật trên dao, ai mà tham nhiễm liếm vào chết ngay. Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền hao sức, tâm thần bất an, ghen tuông, phiền muộn, gây thù chuốc oán, tranh giành giết hại lẫn nhau, làm nước mất nhà tan cửa nát, biến mình thành người hèn yếu mù quáng, ngây khờ, phải chịu sự sai khiến thúc dục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu. Như vào thời nhà vua, U Dương là người chìm đắm trong tửu sắc, ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tử, mà nhẫn tâm giam vợ đầy con, giết hại chuông thần, cuối cùng mất nước. Đến vua Ngô Phụ Sai cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thiên mà mất cả giang sơn. Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí,
trở thành kẻ si mê, độc ác, tự làm hại mình, hại người, sa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó, cho dù nam hay nữ, nó chỉ là cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi. Có gì đáng để cho chúng ta say mê? Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng, hống hách, tạo nhiều nghiệp chướng, hiện tại khổ lụy. Sau khi chết, sanh vào cõi dữ. Người đắm say sắc dục, tự lao mình xuống hố. Người trí cắt trừ ái, bỏ mọi dục không màng. Thấy sắc tâm mê tưởng, chẳng xét lẽ vô thường. Người mê cho là đẹp, giả dối lại yêu thương. Đắm mình trong dâm lạc, tâm kéo kén khác chi. Người trí huệ dứt hẳn, hết khổ não sầu bi. Người tâm trí buông lung, dâm nhơ cho là sạch. Tình ân ái sâu nặng, là lao ngục trói trăng. Người tỉnh giác trừ dâm, bất tịnh quán để tâm. Nhờ đó khỏi lao ngục, già chết dứt tận mầm. Kinh Pháp Cú. Tham danh vọng phải vào lòn ra cuối, lao tâm nhọc sức. Khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù. Nhưng thiên hạ nào ai biết, cứ mãi lo tranh giành. Nên có câu: danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy tuổi tên trù. Bao phen bay nhảy bao phen dài, mấy trận tài khôn mấy trận ngu. Hay là: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Nguyễn Du. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc, thân tâm thanh tịnh an vui, chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong Kinh Tăng Chi. Chuyện kể: thuở Phật còn tại thế, có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một hôm đang hành thiền, ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế, hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi Bạc Đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phồng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại, làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y nhất bát, không có gì vướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy. Phật quay sang bảo: chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất, mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong Kinh A Hàm kể, tiền thân Phật là vua Đảnh Sanh làm chuyển luân thánh dương, cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng. Lên trời, Đế Thích chia cho nửa tòa ngồi vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời. Vì quá tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện trên để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời, người ta thường quan niệm nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàng thành vào rừng tu khổ hạnh, đến khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, tam y nhất bát, nay đây mai đó, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc, du hành khắp nơi, giáo hóa chúng sanh. Trước lúc nhập niết bàn nơi rừng cây Sa La, ngài nói: chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta. Cho nên hạnh phúc hay khổ đau đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, ăn cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Kinh Di Giáo nói: tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ
ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu, thân thể mệt nhọc, dễ sinh ra các chứng bệnh khó trị. Kinh y nói, người bị đau có 10 nguyên nhân. 1. Ăn những món có phong độc. 2. Ăn chẳng tùy theo bệnh cử kiên. 3. Ăn uống không độ lượng. 4. Ăn chẳng theo thời tiết. 5. Ăn những món khó tiêu. 6. Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn. 7. Những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào. 8. Ăn nhai không kỹ. 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền. 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi. Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc, như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng thì chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ, không khen thì thôi, có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo, trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước. Thí dụ, nấu canh lạc quá, ta nên nói, bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế, ai lại không thích? Ngược lại, chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra là nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư. Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản, xem món ăn như lương dược trị bệnh đói khát, duy trì mạng sống để hành đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Đói ăn, khát uống, không có chi bận tâm phiền trách, chỉ biết tất cả là vô thường giả tạo. Những người tham ăn, họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng sát thân, nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi, chỉ còn lại tội lỗi, ngày kia phải lãnh lấy ác báo. Tổ Quy Sơn dạy, muốn tiến đạo nghiêm thân phải tam thường bất túc. Ngài Ấn Quang Pháp Sư khuyên, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn dư. Trong Kinh Tiểu Bộ tập 1, Đức Phật có dạy, ai đoạn hết lậu hoặc, uống ăn vừa biết đủ, tự tại nơi hành xứ, không vô tướng vô nguyện, như chim giữa hư không, tìm dấu chân chẳng thấy. Tục ngữ, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ. Có nhiều người ham ăn, mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải, thậm chí thân quyến nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết cũng không thèm ngó đến. Hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm, tổn giảm phước đức. Kinh Pháp Cú nói, con heo thích ngủ, ham ăn, muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ, ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi. Theo y học, trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh, học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh, tích cực làm công quả, bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn muốn làm lành thì đã quá muộn màng. Kinh Di Giáo, Phật dạy các hàng đệ tử, ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành, chớ bỏ sai thời. Đầu đêm cuối đêm phải tinh tấn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời. Phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia, hãy mau tỉnh ngộ, sớm cầu diệt độ. Ngoài ra, có nhiều người còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm, cảm xúc êm dịu, tiếng hay. Có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ mới chịu. Ai chiếu phim bắt đại khác, liền đổi giận, chửi rủa đủ điều. Ôi thật là mê muội vô cùng. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quán sát lời Phật dạy. Ngũ dục
lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như khi hương thơm đến nảy sinh ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc tức giận. Muốn khắc phục phải tịnh tâm để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền không giải quyết được gì. Tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái mịn màng thì sanh tâm say đắm, thô cứng lại chán ghét. Phật dạy người đam mê xúc dục nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm không biết rớt xuống lúc nào. Nên có câu: bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì sát thân khởi xướng, ta thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắt lòa, lại gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe lắm điệu âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho đó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho vị tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt đó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Cổ đức thì dành cho chúng ta biết, nếu lục căn của mình được thanh tịnh, ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm ở đâu xa. Phật pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đà Kinh. Trần Nhân Tông cũng nói: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái vọng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa. Cho nên Ngài nói: trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra? Chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết, giữ tâm bình thường, đó là thiền, là kiến tánh rồi, còn tìm ở đâu nữa. Cũng như sóng không lìa nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên. Sóng gió dĩ như phiền não vô minh, nước trong yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh. Chân như vậy. Trái lại, lục căn còn tham đắm, trụ chấp, dính mắc lục trần, đó là nguyên nhân gây ra ác nghiệp. Sáu căn tiếp với sáu trần, gây ra tội lỗi không ngừng một giây. Nơi bể khổ bơi vào lặng hụt, chốn tà đồ mãi dục chân bon. Đam mê nhân ngã bằng non, đi con đường quấy bỏ con đường lành. Để nhắc nhở cho các vị khất sĩ giữ gìn sáu căn, đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực thất niệm, Phật kể cho các vị khất sĩ nghe một mẫu chuyện như sau. Một hôm nọ, có một con chim ưng thình lình đáp xuống chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút nói thế, chim ưng hỏi: vậy vùng nào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi? Chim cút trả lời: đó là giặc đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ,
bèn mang chim cút trả về chỗ cũ rồi nói: "Này cút, mày hãy liệu hồn, tao chỉ thả mày lần này thôi, lần sau nếu bắt được mày tao sẽ không thả đâu." Chim cút trở về giặt đất đã cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn rồi nói: "Này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được tao hay không." Chim ưng nổi giận, dùng hết sức lực lao vút xuống. Chim cút thấy thế, lập tức chui xuống nấp dưới hòn đất. Chim ưng chẳng những không bắt được chim cút, mà còn va vào hòn đất quá mạnh, đến nỗi bị vỡ ngực, quay ra nhảy chết. Này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh. Rời khỏi lãnh vực chánh niệm, tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Sở dĩ con người ta bị tai ách hoạn nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc. Con người thường gây đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được an nhàn, càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, dầu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu. Tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại. Chính nó là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau. Ở thế gian, tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó. Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa hết, vẫn còn dơ vét của thế gian, tham lam ích kỷ, là bợn nhơ che mất ánh sáng trí huệ, nhận ngụy làm chân, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày những vụ đâm chém, tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngài Mahanam: "Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc, nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách. Thật là dã man, mất hết nhân tính, giống như hung thần, ác quỷ, hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp, tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ, dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không hoan hỷ giúp, thời chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong kinh Phật dạy, người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong Lương Hoàng Sám nói: "Oán thù xuất phát từ trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc. Mới xem qua đấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm, xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ. Anh em giành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn. Ông bà cha mẹ thường trách con cháu, hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ, cho đến anh chị em dòng họ, hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau. Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin, càng xin càng lấy làm không đủ, xin mãi người ta không cho, trở lại ôm lòng oán hận, tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi. Thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ, đều là bà con thân thiết chúng ta, là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên: xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng,
ta liền buồn ngay. Vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc khoan thai nhẹ nhàng. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng tham vẫn còn, là tại vì họ bố thí để mong cầu phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó chỉ là tích phước về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố thí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí, làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề. Bố thí như thế mới phù hợp lời Phật dạy: dứt hết phiền não tham lam, mau thành tựu đạo quả. Là Phật tử phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sinh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa Phật thường dạy Ngài Mahādham: ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh, nếu yêu sắc đẹp quán thay chết bầm xanh, yêu dáng điệu quán thay sình chương nứt nẻ, yêu âm thanh quán người bệnh thở thoi thóp rồi tắt thở, yêu bóng dáng quán cửu khiếu hằng bài tiết ra những thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối, trong ngoài đều bất tịnh. Tổng quán. Quán được như vậy thì tận diệt được tâm điên đảo mê lầm ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm, mất đi buồn thảm khổ lại hơn, mong cầu được dục không màng khổ. Dục nhân vô thường sanh sầu thảm, các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui dày không nhàm chán, thường cùng lửa dục chung một chỗ, bị nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử: ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Người không tham dục tâm thanh tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Người tu phải lấy giới làm căn bản, nhiếp tâm theo công hạnh, xem nhẹ thân thể, quý trọng chân lý, duy trì mạng sống để tu tập thiền định. Phải thường hướng đến mục đích đắc đạo mà tinh tấn niệm Phật, tu chỉ quán để dứt trừ vọng tưởng. Giữ giới nhiếp các căn, biết tiết độ ăn ngủ, ý luôn luôn tỉnh giác, tự thanh tịnh hết khổ. Dầu là dục cõi trời, trí giả xả không tham, vui viễn ly ân ái, làm đệ tử Phật Đà. Vô dục thì vô úy, an lạc chẳng lo chi. Dục hết, kiết sử hết, sinh tử sẽ thoát ly. Này dục, ta biết rõ, ngươi tự nhớ tưởng sanh. Ta nếu không nhớ tưởng, ngươi tự nhiên không còn. Giặc tham dục hại mạng, như nhà buôn nhiều hàng, giữa đường hiểm ít bạn, nên người trí không tham. Tiểu Bộ Kinh tập 1. Kinh Pháp Cú Phật dạy: tham dục sinh ra lo, tham dục sinh ra sợ, giải thoát không tham dục
đâu còn lo sợ gì. Nói tóm lại, nếu người nào cũng biết đủ, đổi cái ham muốn hung ác tội lỗi, ích kỷ hại nhân, hại vật ra, làm cái ham muốn từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi người, lợi vật, lợi tất cả chúng sanh, thì từ trong gia đình cho đến xã hội, không còn kẻ giàu mạnh đàn áp người nghèo yếu. Có như thế, cảnh đời mới được thanh bình, an lạc. Kinh Thập Thiện Nghiệp Phật dạy, nếu ai xa lìa tham dục, thời thành tựu được 5 món tự tại. 1. 3 nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. 2. Của cải tự tại, oán tặc không thể cướp đoạt. 3. Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dụng đầy đủ. 4. Dương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. 5. Những vật đã được thù thắng gấp 100 lần chỗ mong cầu, vì thuở xưa không ganh ghét bỏng sẻn. Đó là 5 món tự tài. Nếu đem hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được 3 cõi hoan hỷ cung kính cúng dường. Ngược lại trong kinh A Hàm Phật nói, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Người đó về sau bị quả báo bệnh nằm liệt giường, khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong, gieo nhân ác hiện tại, gặt lấy quả báo sầu đau. Sau khi chết, rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi sanh làm người hạ tiện, đói rách khổ não triền miên. Kinh Giang nói, chúng sanh luân hồi trong 6 nẻo trả dai bất tận, đều từ tham dục mà ra. Tha ngươi, trong kinh Phật đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục. Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp, mà phải ăn năn sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Người có nhiều tội lỗi mà chẳng biết hổ thẹn, tội dồn đến thân như nước chảy về biển, lâu ngày thành sâu nặng. Nếu người có tội lỗi, tự biết đó là tội lỗi, thành tâm sám hối, cải tà quy chánh, bỏ ác, tu thiện, tội lỗi tự tiêu dần, như người bệnh xuất hạn, lần lần được lành mạnh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Để cảnh tỉnh lòng tham của người đời, cổ đức dạy, ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham vườn ruộng cò bay thẳng cánh. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu tốt xấu cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của thế làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưỡng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền phụ bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làn mây. Thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. 9. Không sân nhuế. Sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn. Hễ ai nói động đến mình một chút, hoặc làm trái ý nghịch lòng, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ chống đối tới cùng. Đó gọi là sân nhuế. Phật cấm sân hận, vì nó rất tai hại,
giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất niệm sân tâm khởi bá dạng chướng môn khai, nghĩa là một niệm sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, có lắm người không ngăn được cơn tức giận, đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật, đốt phá của cải rồi ân hận suốt đời. Cũng có người lắm lúc không làm chủ tánh nóng giận của mình, dẫn đến tình cốt nhục chia lìa, nghĩa vợ chồng phân ly, bạn thân trở thành thù hận. Vì thế, Khổng Tử dạy: Thiên tử không nhẫn, nước tiêu hư, chư hầu không nhẫn, mất thửa mạng, quan lại không nhẫn, bị hình phạt, vợ chồng không nhẫn, tình ý xa, anh em không nhẫn, chia lìa nhau, tự thân không nhẫn, hòa đến thân. Ngài dạy tiếp: Thiên tử nhẫn, nước không hư, chư hầu nhẫn, nên việc lớn, quan lại nhẫn, nên chức vị, vợ chồng nhẫn, tình chung thủy, anh em nhẫn, nhà giàu sang, bằng hữu nhẫn, danh không hư, tự thân nhẫn, không hòa hoạn. Nhẫn, 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 tất cả ác duyên dứt, nhịn, 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 buông tay, ngàn họa đều tiêu. Tục ngữ có câu: một câu nhịn, chín câu lành. Trên đời có nhiều người giận một cách phi lý. Như có một anh thợ mộc, lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận, miệng vừa nói tay vừa đập: mày hư, tao cho hư luôn. Vì thiếu đức kiên nhẫn nên biết bao người bỏ dở dang công việc giữa chừng một cách đáng tiếc. Đối với việc làm mà không khắc phục được thì làm sao hài hòa với những người cộng sự. Ngoài xã hội, chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ, vợ chồng. Vì thiếu niềm tin nên xảy ra tranh cãi, kết quả là đưa đến khổ đau, đều do lòng cố chấp, bảo thủ, thấy lỗi người mà ra. Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu, hút thuốc, còn ông chồng lại bảo vợ đừng có cằn nhằn, ăn xài. Nhưng thử hỏi, tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng? Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ. Nếu thấy việc chi không tốt, làm tốn hao tiền của sức lực, ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau. Nếu không được, coi đó là nghiệp, ráng nhẫn nhịn trả cho rồi, tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi. Như mẫu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói, có anh chàng tên là Nhu, có cô vợ tánh tình hung dữ, lại nói dai vô cùng. Việc không đáng cứ nói mãi, nhưng anh vẫn tự nhiên, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhờ hiểu đạo, lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại, nên gia đình được bình yên. Sở dĩ con người ta đau khổ là vì không chấp nhận sự thật, vui chịu với nó. Thí dụ như ông bà thấy con cháu làm ồn, thời bực mình la rầy, chửi rủa, vô tình tập cho mình thói quen, lâu ngày thành nghiệp, khi đó khó mà sửa đổi. Nếu chúng ta biết an nhẫn, lấy sự ồn ào của chúng làm vui thì vẫn vui như thường. Cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp, nhưng nếu chú rể về ở chung thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật, là vì tâm ích kỷ, hẹp hòi, che mờ lý trí, đạo đức, đánh mất hết tình nghĩa. Có nhiều người nói, nhìn kẻ có thế lực, lớn tuổi hơn mình dễ hơn là nhìn những người yếu kém, nhỏ tuổi như con cháu. Quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn, mà nhẫn ở đây là chấp nhận qua cảnh ngộ, nhìn chịu sự mắng nhiếc, khinh bỉ, kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình. Người như thế mới gọi là nhẫn nại cao quý. Trong Kinh A Hàm nói, xưa có trận giặc giữa Atula và chư thiên. Lúc đó, Đế Thích thắng trận, bắt được Atula Dương trói tại cột cờ. Atula Dương chửi mắng, nhục mạ Đế Thích đủ điều, nhưng ngài vẫn nhẫn nại, không nói lại lời nào. Khi đó, người hầu Đế Thích bèn nói kệ: tại sao thiên đế sợ, tự tỏ mình yếu kém, tu chất mắng trước điện,
vẫn im lặng để nghe. Đế Thích đáp: Không phải ta sợ chúng đâu, mà vì ta nghe lời Phật dạy. Người nào có thế lực mà nhẫn nại sự chửi mắng của kẻ dưới tay mình, đó là người cao thượng, có sức hùng mạnh. Vì thế nên ta nhẫn nại. Bấy giờ Đế Thích liền dùng bài kệ đáp lời người hầu: Nó chẳng có sức mạnh, ta nào có sợ chi? Lẽ đâu hàng đại trí cùng kẻ ngu tranh luận. Khi đó người hầu đọc bài kệ trình Đế Thích: Nay không trị kẻ ngu, sợ sau này khó nhẫn, hãy trừng trị nó ngay, cho nó tự sửa lỗi. Bấy giờ Đế Thích vì người hầu mà nói kệ: Người ngu không hiểu biết, cho ta là sợ hãi. Ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là bậc nhất. Ác trong các điều ác, giới sân lại sinh sân, giới sân mà không sân là chiến thắng tột đỉnh. Nếu có người tranh luận, không đáp là hơn hết. Ta thường nói, người trí không tranh với kẻ ngu. Ai tu hạnh từ bi, trí huệ không giận hờn, họ mắng người trí nhịn, người trí thắng kẻ ngu. Phàm người có hai việc, vì mình và vì người, thấy người không tranh luận, cho là họ ngu ngốc. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức ấy là bậc nhất, hơn hết trong sự nhẫn. Người ngu bảo có sức, sức ấy không phải sức. Nếu người được sức nhẫn, sức ấy là vô địch. Đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại nhẫn nại. Vì nhẫn là pháp lành đệ nhất thế gian và suốt thế gian. Nhờ tu hạnh nhẫn, người Phật tử tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình hạnh phúc yên vui, người xuất gia mau thành công đắc đạo. Như chuyện ông Thuấn, có cha là Cổ Tẩu, mẹ mất sớm nên cha cưới vợ kế, sanh được đứa con trai tên là Tượng. Bất hạnh cho ông Thuấn là thường bị mẹ ghẻ chửi mắng, đánh đập, hãm hại đủ cách. Một hôm, bà ta dùng lời đường mật nói với Cổ Tẩu, bảo Thuấn vào lịch sơn cày ruộng. Nghe lời vợ, Cổ Tẩu bảo Thuấn đến đó cày trong 3 ngày cho xong, nếu không xong thì trị tội. Ông Thuấn đến nơi, nhìn thửa ruộng mênh mông, cài 3 ngày làm sao rồi, liền òa lên khóc. Cảm động đất trời, voi trong rừng ra cày ruộng, chim xuống nhổ cỏ trong 3 ngày là xong, về phục lệnh cha. Vua Nghiêu nghe danh hiếu, liền cho mời Thuấn về triều, gả 2 cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi nhường ngôi cho Thuấn lên làm vua, lấy đức giáo dân nên thiên hạ được thái bình, Âu Ca lạc nghiệp. Cha nhu nhược, mẹ độc ác, em ngạo nghễ, nhưng ông Thuấn vẫn nhẫn nhịn, không hề oán trách. Nhờ thế gia đình được êm ấm, làm nên sự nghiệp và hiếu đạo. Gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay. Hay là chuyện ngài Thần Quang nghe danh Tổ Bồ Đề Đạt Ma, liền tìm đến chùa Thiếu Lâm. Thế Tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch động, Thần Quang đứng chờ đến nửa đêm, tuyết xuống ngập nửa ống chân. Tổ thấy thế liền hỏi: Ngươi làm gì đứng đây? Bạch Tổ Sư, con cầu pháp. Cầu pháp dễ thế sao? Thần Quang liền lấy gươm chặt đứt cánh tay, dâng lên Tổ để tỏ lòng cương quyết cầu pháp. Tổ khen: Người có chí kiên nhẫn, nên ngài truyền y bát làm Tổ thứ hai, pháp hiệu là Huệ Khả. Người học đạo nếu thiếu đức nhẫn đại, dễ thối chí, ngã lòng sa đọa. Như chuyện Độc Giác Tiên Nhân, vì một niềm sân không nhẫn được, mất hết 5 phép thần thông. Ông uất đầu Lam Phất do sân bị đọa làm con chồn bay. Vua A Dục không dằn được cơn giận, sanh làm con rắn. Nên có câu: Nhất sơn chi quả, nan thiêu vạn phận công đức chi lâm. Nghĩa là một đống lửa sơn nổi lên, đốt tan muôn mẫu rừng công đức. Thuở Phật còn tại thế, ngài từng dạy tứ chúng: Các con phải biết rằng sân hận rất nguy hiểm,
còn hơn lửa dữ. Thường phải phòng hộ, đừng để chúng xâm nhập, bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành lẫn danh thơm tiếng tốt